Chỉ mới đi đến đầu làng, chúng tôi đã nghe thấy những tiếng đục đẽo vui tai truyền đến. Những âm thanh ấy tạo nên nhịp điệu của cuộc sống của làng nghề Bảo Hà đã có đến 700 năm tuổi. Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, mặc cho những lớp bụi của thời gian, Bảo Hà vẫn tồn tại ở đó, lưu giữ bản sắc dân tộc, khẳng định nét truyền thống mà hiện đại. Từ xưa, làng Bảo Hà thuộc xã Đồng Minh, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng đã nức tiếng khắp vùng bởi nghề tạc tượng. Trải qua bao thăng trầm, tới nay, các nghệ nhân của làng vẫn nỗ lực duy trì và phát triển nghề. Không những vậy, nghề tạc tượng ở đây còn mang lại cho người dân một cuộc sống ấm no. Những người con của Bảo Hà được đi đây đi đó, vượt ra khỏi lãnh thổ hình chữ S. Bằng bàn tay khéo léo và óc cải tiến sáng tạo, những người thợ Bảo Hà vẫn miệt mài sáng tạo và phát huy nghề truyền thống. Sự bền bỉ ấy như một mạch nguồn, lưu giữ những nét đẹp văn hóa mà cha ông đã để lại. Các vị cao niên trong làng kể lại, nghề điêu khắc gỗ và sơn mài ở Bảo Hà có từ lâu đời và được coi là cái nôi của nghề tạc tượng của cả nước. Khoảng thế kỷ thứ 15, cụ Nguyễn Công Huệ đã khai sinh ra nghề tạc tượng nơi đây và tên tuổi của cụ cũng gắn liền với lịch sử phát triển của nghề. Hiện tại, tại miếu cả ở làng Bảo Hà vẫn lưu giữ tượng chân dung cụ Nguyễn Công Huệ mà tương truyền là do chính tay cụ tạc. Sự nổi tiếng này thể hiện qua các sắc phong của các triều và các lệnh chỉ. Cụm di tích lịch sử văn hóa miếu Ba Xã và chùa Mưỡu còn gìn giữ rất nhiều pho tượng đẹp, là những tác phẩm nghệ thuật có giá trị tiêu biểu cho một phong cách tạc tượng Việt Nam. Các tác phẩm điêu khắc ở đây mang một sắc thái riêng, nó gần gũi với cuộc sống đời thường. Đó là những pho tượng mỹ nữ chúm chím môi trái đào, tóc buông dài, vạt áo cài lệch, rồi những pho tượng quan văn mặt đăm chiêu tư lự. Vị tượng, để thí nữa có thể tôi giới thiệu là thứ hai. Nhân tôn nghiêm nên là uy tín nam bang đệ nhất công chạy triều tranh chạy sử lưu truyền Bắc Hải vô song. Khi ngài mất đi rồi vua cha phong là thất thập nhị thực, tức là 72 đền thờ cả nước ta. Đối với này, chúng tôi là một người con của dân Bảo Hà, cụ tổ làng nghề như thế là đã truyền lại cho nhân dân thôn Bảo Hà được một cái nghề rất là vinh dự. Hiện giờ ấy thì nhân dân tất cả là con cháu thôn Bảo Hà là rất là tự hào, giờ được đi đây đi đó rồi thì làm mà ăn là kinh tế không khá, hai nữa là được đi đây đi đó, nếu mà ở đâu mà có công có việc hội hè hay là có công có việc là đơn dân phường rối cạn rồi phường rối nước rồi thì được đi phục vụ các nơi, thế rồi thì là được vấn đề mà hàng hóa của thôn Bảo Hà là được đi khắp nơi trong cả nước chúng ta. Thế nên chúng tôi là một người con cháu của dân Bảo Hà là rất là tự hào. Đấy là một cái vốn của ông cha sẽ để lại cho, là rất là vinh dự. Tương truyền, nhiều những bức tượng đẹp trong các chùa như chùa Mía, chùa Thầy đều là do những người thợ tài ba làng Bảo Hà sáng tạo nên. Hiện tại, tại miếu Bảo Hà có một pho tượng kỳ lạ, có thể ngồi xuống đứng lên như người thật. Không giống như các pho tượng tại nhiều đền đài miếu mạo, bức tượng thờ Đức Linh Lang Đại Vương trong tư thế ngồi trên ngai, tay cầm văn tự, có thể chuyển động, đứng lên một cách nhẹ nhàng, khoan thai, rồi lại từ từ ngồi xuống. Chính vì vậy, đây được xem là bức tượng độc đáo, hiếm gặp trong số những bức tượng hiện có ở Việt Nam.
Bức tượng gần 700 năm tuổi này là sự sáng tạo độc nhất vô nhị của tổ tiên, là sự kết hợp tài tình giữa nghệ thuật tạc tượng và nghệ thuật múa rối. Những nghệ nhân xưa đã sử dụng cách chuyển động trong múa rối để thổi hồn vào bức tượng, tạo nên sự kỳ lạ, độc đáo. Người dân ở vùng này coi đây là một báu vật, biểu tượng của một ngôi làng truyền thống. Bí mật về sự chuyển động của bức tượng Đức Linh Lang Đại Vương nằm ở cánh cửa ngay điện thờ bên phải. Khi mở dần cánh cửa thì bức tượng dần đứng lên, nhưng khi khép lại thì bức tượng lại trở về tư thế ngồi ban đầu. Sự chuyển động của bức tượng đã khiến cho những người đến đây trầm trồ khen ngợi về sự tài hoa sáng tạo của người thợ làng Bảo Hà. Nghề tạc tượng của Bảo Hà đã vượt ra khỏi biên giới của một làng. Các nghệ nhân tạc tượng làng Bảo Hà đã đi nhiều nơi trong và ngoài vùng để làm tượng chùa, làm con rối cho các phường rối. Những tác phẩm tạc tượng do những nghệ nhân làng Bảo Hà làm ra mang phong cách nghệ thuật riêng và rất độc đáo, có uy tín, chiếm được cảm tình của nhiều nơi. Chúng tôi có ba cái đặc biệt, thế nên đường nói chung là cả nước này ai biết là đã gọi là đến xã Đồng Minh thì phải tìm đến luôn Bảo Hà để vấn đề tham quan. Một là có pho tượng là đứng lên ngồi xuống được, hai nữa là một cái giếng như thế là thả quả bưởi trôi ra ngoài sông Vĩnh Trinh. Bây giờ thì không trôi được, nhưng mà trôi ra cũng gần đấy, cách độ 100 mét là thả bưởi trục tự nên nó trôi ra ngoài. Thứ hai, ba nữa là có một cụ tổ làng nghề, như thế là hạt gạo vọt thành con voi, như thế là đặc sắc cả nước đấy, không đâu có. Thế nên là giờ các cụ tổ chúng tôi để lại thì nhân dân thôn Bảo Hà chúng tôi rất là phấn khởi và rất là tôn trọng vấn đề đối với các cụ và cái vốn của các cụ để lại cho con cháu thôn Bảo Hà. Về làng Bảo Hà, bạn sẽ được nghe câu chuyện về ông tổ Nguyễn Công Huệ. Họ kể rằng từ thời xa xưa, ngay từ nhỏ, Nguyễn Công Huệ đã có biệt tài làm các con giống ngộ nghĩnh bằng các vật dụng có sẵn trong vườn nhà. Giặc Minh biết đến tài hoa của ông, bèn bắt ông đi tù khổ sai. 10 năm sau trở về làng, ông đã truyền lại cho dân làng 4 nghề: nghề dệt, nghề châm cứu lá ngải, nghề điêu khắc gỗ và sơn mài. Để tưởng nhớ công ơn của cụ, hiện tại miếu cả ở làng Bảo Hà vẫn lưu giữ tượng chân dung cụ Nguyễn Công Huệ mà tương truyền là do chính tay cụ tạc. Truyền thống giữ lửa làng nghề, người truyền người, nhà truyền nhà, và trong làng có rất nhiều học trò của ông như cụ Tô Phú Vượng, Hoàng Đình Ức phát triển nghề điêu khắc tạc tượng. Bằng sự tài hoa tâm huyết, những tác phẩm tạc tượng do những nghệ nhân làng Bảo Hà làm ra có phong cách nghệ thuật riêng và rất độc đáo, chiếm được cảm tình của nhiều người. Những tác phẩm điêu khắc của làng nghề mang một sắc thái riêng nhưng vẫn giữ được cái hồn cốt dân tộc mà lại gần gũi với cuộc sống đời thường. Để ghi nhớ công ơn cụ tổ Nguyễn Công Huệ, phường thợ và nhân dân Bảo Hà đã lập lầu thờ, treo bức hoành phi với ba chữ Bách Thế Sư, người thầy của muôn đời.
thì ngay bản thân chúng tôi thì chúng tôi cũng không thể đánh giá được. Nhưng hiện tại thì chúng tôi đã được đến đây và tận mắt và chứng kiến là những cái tượng ở đây là được các nghệ nhân và thời kỳ trước đã tạc tượng lại những cái bức tượng là cái thứ nhất nhìn nó rất là như là sống động như hiện tại như chúng ta vậy. Thế cái thứ hai là những cái bức tượng và để cho chúng ta đến là vừa là phần tâm linh và vừa là để đến chiêm ngưỡng thì có những cái bức tượng cảm tưởng như là sống động trong mỗi chúng ta. Đối với cá nhân tôi và cũng đối với tất cả mọi du khách đã đến để tham quan đấy, thì đối với tôi là cũng đánh giá là một cái nhất là cái nghệ nhân ở đây là đánh giá là rất là tinh xảo. Bởi vì làm sao khi những cái đường nét cũng những cái tạc tượng hoặc là cũng những sơn son thiếp vàng hoặc những cái gì đó nó có một cái gì đặc trưng và có những cái đấy cái biểu hiện lên là những cái mà những cái văn hóa của người Việt Nam đến lưu lại đến thời kỳ bây giờ. Quan sát những người thợ, chúng tôi mới thấy ngoài sự tài hoa khéo léo của người dân quê, họ còn có sự nhuần nhuyễn của những người thợ giỏi. Những khúc gỗ thô qua bàn tay của người thợ dần hiện lên những tác phẩm điêu khắc sống động, nhiều ý nghĩa. Với những tích sử được chép lên tác phẩm một cách tinh xảo, những sản phẩm phổ biến như hoành phi, câu đối, tượng thờ, cuốn thư, đại tự, đến những tác phẩm được du khách trực tiếp tìm về đặt hàng. Cái tên Bảo Hà gắn với nghề điêu khắc, sơn mài cổ truyền độc đáo trở nên nổi tiếng khắp nơi. Bởi lẽ, máy móc hiện đại bằng mấy cũng không thay thế được bàn tay của con người. Ngay các nghệ nhân trong làng cũng phân hạng trình độ cao thấp. Nhìn những sản phẩm ra lò, một người dù không am tường nhiều về nghề tạc tượng cũng nhận thấy đây là nghề không thể làm ẩu. Từ khúc gỗ mít qua sơ chế phần thô, người thợ mất nhiều công sức đục đi đục lại, chỉnh sửa rất công phu mới thành bức tượng. Khi hợp đồng vừa đưa đến, trong đầu người thợ đã phải hình dung ra được tư thế tượng, tạo dáng thế nào, kích cỡ cũng đã được áng chừng. Tuy đạt đến mức thuận mắt quen tay, nhưng mỗi công đoạn không vì thế mà người thợ làm cầu thà, chủ quan, trái lại phải rất khoa học. Ví như việc đẽo gọt từng bộ phận rồi chắp lại cho khít hay công đoạn sơn được người thợ phải làm cẩn thận để tạo ra được màu sơn son thép vàng bền vững qua năm tháng, không bị bào mòn. Ui, cô cảm thấy thím kia ta. Cái này thì là người thợ thì chúng tôi thì cũng là cái nghề truyền thống từ trước tới giờ thì nói chung là các cụ cũng truyền lại cho, thì với cái làm tượng thì chúng tôi cũng theo cái kích thước cũng có cái tỷ lệ từ trước tới giờ rồi. Nhưng còn kỹ thuật thì bây giờ thì thực ra làm thì làm pho tượng nào thì mình làm theo cái hình dáng của pho đấy. Căn cứ vào tượng có đạt tiêu chuẩn hay không thì thứ nhất là căn cứ vào cái dáng dấp của tượng, thứ hai là cái mà người ta quan tâm đến nữa là cái vấn đề gỗ, thứ ba nữa là cái kỹ thuật, hầu hết là tượng to phải ghép thì chủ yếu là cái kỹ thuật ghép là nó quan trọng, kỹ thuật tương đối là khó khăn. Tất nhiên là những mảnh ghép thì tất cả là mình phải lấy mặt bằng và ghép gần như xít với nhau, cũng có thể là ghép xít gần như cũng không trông thấy mối ghép dáng dấp hoặc cái nét quần áo thì gần như là nó cũng có chung. Có điều là ở tượng thì mình làm cái kỹ thuật nó cao hơn, nó cẩn thận hơn, nó sạch sẽ hơn. Con rối thì mình làm nó đơn giản đi, nhưng mà nó cũng phải có tính chất là nó lại hài hước. Cái tượng thì mình làm nó nghiêm chỉnh hơn, những cái nét đứng đắn nghiêm chỉnh hơn, nhưng mà con rối thì phải làm những cái nét nó hơi hài hước một chút, nó cũng có thể là nó chỉ đơn giản thôi. Sơn son thiếp vàng thì ở đây thì từ trước bây giờ cũng là có cái đất, có cái truyền thống
nhưng từ các cụ ngày xưa ở đây người ta vẫn thờ cái ông vị tổ sư là về vấn đề tạc tượng với lại sơn mài. Ở đây thì nói chung là cái nước sơn thì của người ta làm nó khác với nhiều nơi, và hầu hết là có đưa về đây thì sơn thì mới được đẹp. Thế còn các nơi thì dù có người ta có học người ta về đấy, nhưng mà sơn thì cũng kỹ thuật cũng không thể bằng ở địa phương này. Gần 200 hộ với gần 2 lò làm nghề tạc tượng ở Bảo Hà hiểu rằng những đường đục đẽo dù tinh xảo đến mấy, dù đẹp và có giá trị nghệ thuật cao đến mấy mà không được nhiều người tìm đến, biết đến thì rất lãng phí. Do vậy, đầu tư để trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn là mục tiêu và động lực của hầu hết nghệ nhân nơi đây. Không chỉ bố trí nhà xưởng để sản xuất, họ còn tạo ra những khoảng không gian để du khách có điều kiện tìm hiểu về nghề, trực tiếp tham gia để cảm nhận được sự thú vị và độ khó của nghề tạc tượng. Ông Đỗ Văn Mãng, người có thâm niên gần 40 năm trong nghề, tính đến nay, nhà ông đã có đến 4 đời làm nghề tạc tượng. Những sản phẩm của gia đình ông đi khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc, dưới bàn tay người thợ. Những bức tượng thờ chân thực, sinh động. Nhiều khách hàng tinh mắt, họ có thể phân biệt rõ ràng được tượng thờ sơn son thép vàng được làm tại Bảo Hà hay ở những nơi khác. Chính vì lẽ đó mà nghề tạc tượng ở đây mới có một sức sống bền bỉ đến như vậy. Nói chung là cái nghề tạc tượng này nó đòi hỏi về cái kỹ thuật, cái tạc tượng thì rất khó. Thế nhưng quan trọng nhất là người thợ từ lúc bắt đầu vào học nghề là phải có cái tâm và yêu nghề, thì phải dốc hết nếu đã đi vào sản xuất làm nghề phải dốc hết cái tinh thần của gọi là mình dùng một cách cái thổi hồn vào để vào gỗ để tạo ra một cái pho tượng nó có hồn. Tượng của Bảo Hà người ta đục nó tinh vi lắm. Nghe từ những cái qua như vào cô nhìn cái con mắt và cái ấy nó tượng nó sắc lắm. Những cái người ta biết phân biệt thì ta nhìn thấy những pho tượng đẹp là nhận được ngay. Mỗi một cái con người của người ta ta thể hiện pho tượng nó cách khác, cũng không ai giống ai như thế. Thế nhưng phải biết nắm vững được những cái tỷ lệ của các cụ ngày xưa làm thì tự nhiên là cái pho tượng nó thể hiện nó đẹp, chứ không ấy. Còn bây giờ cái xu hướng bây giờ làm thì nó máy móc, nó pho tượng nó nhanh, nên người ta cứ lạm dụng cái máy móc nhiều, cho nên nhiều khi cái pho tượng nó chẳng có một cái đường nét nào cả. Công nghệ sơn son thiếp vàng thật đấy là làm, nếu như các cụ ngày xưa là dùng sơn ta, thế nhưng bây giờ cái nó tân tiến nên cái sơn mình cũng pha chế các thứ nó làm, cho nên nó nhanh. Ngay bản thân gia đình nhà tôi làm toàn thiếp vàng thật, hay kể cả cái đồ làm theo kiểu sơn mài then chùi đấy, thì nó nhiều công đoạn. Ví dụ một cái bức hoành phi mình làm xong nhặn hết rồi, xong đấy thì là phải dùng cái đất thổ mà trộn với sơn, xong hom được khô đi, xong là dùng lại đánh nhặn hết cái nước phủ hết cái đường ấy, xong còn bao nhiêu nước sơn thí, sơn lót các thứ, xong bắt đầu đến nước cuối cùng là sơn cầm, nhưng mà cầm mà thiếp vàng, làm sao cầm phải đủ cái khi vào vàng hoặc vào bạc là người ta phải biết cái tầm đấy thì vàng nó mới bóng hoặc là cái vàng không. Nhưng mà trước khi mình làm cái việc như cái sơn mài làm sơn then ấy, gọi là then chùi đấy, người ta trước khi người ta thiếp vàng vào những cái chữ hoặc cái hoa văn ấy, người ta phải dùng cái than xoan và mới lại dầu hỏa, ta cho mà ta dùng tay với tóc rối di hết đi vào đánh sờ nóng tay lên, mà sờ cái chỗ mặt này nó không còn cái màu, không có cái màu đen của than xoan ra đấy, thì bắt đầu cái độ bóng nó nổi lên, bắt đầu còn lúc bây giờ mới dùng bút xong mới đi sơn cầm vào những cái hoa văn, những cái chữ đấy. Ngoài thể hiện hình tượng có tính cổ điển khuôn mẫu, tượng truyền thần, một mảng sáng tạo nữa của nghệ nhân Bảo Hà cũng rất đặc sắc. Mỗi bức tượng được thể hiện khá chân thực,
đôi khi hóm hình, khi chất phác, khi hiền hậu. Người nghệ nhân thể hiện được khí chất, tính cách của những con người bình thường trên tượng truyền thần. Điều đó càng khẳng định sự khéo léo của người thợ Bảo Hà. Ông Đỗ Văn Bường, người đã có hơn 40 năm làm nghề tạc tượng, là một trong số hiếm hoi những người thợ tạc được tượng truyền thần. Qua bàn tay khéo léo, kết hợp với những kinh nghiệm của cha ông để lại, ông Bường có thể tạc được đa dạng các kiểu khuôn mặt với các sắc thái biểu cảm khác nhau. Khi so sánh bức tượng được tạc với ảnh chụp, chúng ta mới thấy được sự tài hoa của người thợ. Mỗi bức tượng đều có một thần thái riêng, được người thợ nắm bắt và tạo thành điểm nhấn của tác phẩm. Có những gương mặt thì đăm chiêu, có những gương mặt tươi cười, nhưng có những khuôn mặt như đang ưu tư một điều gì đó. Chính điều này đã làm nên những điểm khác biệt của nghề tạc tượng ở Bảo Hà. Cái tượng về tượng Phật, tượng Thánh đấy, thì nó thuộc loại dễ, thì người ta cũng không hỏi đến mình. Nhưng cái tượng này thì là những cỡ chẳng ai giải quyết được. Thế nên là người ta hay đến tôi, họ hay đến. Vì cái loại tượng này nó lại khó, công nhận là khó, mà có khi làm là cũng chưa chắc đã đạt được mức độ mà theo yêu cầu khán giả. Nhưng mà tôi làm là mức độ phải đạt tượng chân dung là có loại khó nhất. Nếu là tượng bác hay là bất cứ tượng gì nó cũng có dễ, nhưng cái tượng thuộc này là loại tượng cao cấp, là khó nhất, đúng của sọ số 1. Nó lắm chi tiết. Những người già 80-90 là nó lắm nếp nhăn, rồi nó cái mắt nó nhỏ, nó bất cứ cái gì nó đều khó cả. Phải đòi hỏi là cái tài năng của mình, phải thể hiện được cái cụm tượng đấy. Mà nếu mà làm không đạt tiêu chuẩn là người ta không lấy. Phải đạt đến 90% hay là 85%. Về cha mẹ người ta thạc tạc người ta để ta thờ, được chưa? Thờ. Thứ hai nữa, những cái tượng người ta muốn chơi, là tượng chân dung nửa người đấy. Người ta để mộc thì người ta để người ta chơi. Vì tôi đục tượng chân dung để mộc người ta cũng đục nhiều rồi. Tượng nói bức nhỏ nhất cũng có khi tôi làm bức tượng phải đến 30 phân cũng có, như là cả người đấy, được chưa? Cũng bức tượng to phải cỡ 70 phân như tượng này chẳng hạn. Và thậm chí tôi đục cả pho tượng tổ trong Sư Minh ở chùa Tiên Lãng chẳng hạn, là phải cỡ cao mét chín, phải đến 1 mét là ngồi xếp bằng, to lắm không được. Và chính tôi đã làm tượng trong Sư Minh là hai bức tượng tổ, là tượng sư Kiệm, ông sư Đản ở chùa Mỹ Lộc trong Sư Minh, là cách đây 15 năm rồi. Và thứ hai là tôi có tạc tượng hai ông bà ông ấy, là chân dung là đẻ người sân sinh ông đấy, có tạc để tưởng nhớ đấng sinh thành của mình. Ông Bường đã tạc lại theo trí nhớ song thân của mình để thay cho ảnh thờ. Ai đến nhà cũng tấm tắc khen ông tạc giống. Nghề tạc tượng truyền thần là một nghề khó, đòi hỏi sự say mê cũng như nhạy cảm của mỗi người thợ. Chính vì lẽ đó mà đến thời điểm này, ông Bường vẫn chưa tìm được truyền nhân cho mình. Cũng như những người thợ trong làng, ông cũng lo lắng về việc nghề tạc tượng truyền thần bị thất truyền. Nên với những ai có tâm huyết, ông sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của mình. Có khi cái nghề của tôi có khi là cũng không thể truyền cho ai được, vì không mấy ai hỏi đến, vì không ai học được. Tôi chỉ muốn có người đệ tử để học theo cái nghề của mình này, sau này nó không mai mốt. Còn riêng cái xã Đồng Minh này chỉ có tôi, thứ hai có chú Cuông, chú Mãi Kiên An thì giải quyết được tượng chân dung thôi. Hàng năm, làng nghề đóng góp 40% giá trị sản xuất công nghiệp địa phương. Thu nhập trung bình mỗi xưởng lớn không dưới 30 triệu đồng một tháng. Tháng nào nhiều, đơn hàng có thể lên đến 50 triệu đồng. Chính từ nghề chạm khắc tượng mà các cụ tổ để lại còn phát triển thêm một nghề mới cho làng. Đó là biểu diễn quân rối cạn. Theo lời kể của các nghệ nhân trong làng Bảo Hà, nghệ thuật múa rối cạn ở đây ra đời khoảng cuối thế kỷ 18, cùng với nghề tạc tượng. Các bậc thợ tài hoa với bàn tay khéo léo và trí tưởng tượng phong phú đã thổi hồn vào những màu gỗ để trở thành những con rối xinh xắn. Bởi nhiều nơi đến đặt hàng làm quân rối, các nghệ nhân mới từ đó nghĩ ra việc thành lập phường rối. Đến Bảo Hà,
bạn còn có thể thưởng thức rối nước của phường rối nước Minh Tân do nghệ nhân Đào Minh Tuấn thành lập. Hiện ở Bảo Hà có gần 1.000 hộ, thì có tới 184 hộ chuyên nghề, gần 20 cơ sở sản xuất tập trung. Làng nghề tạc tượng Bảo Hà không chỉ là một làng nghề thông thường, mà đã trở thành một trong những điểm đến của chương trình du khảo đồng quê, thu hút đông đảo khách trong và ngoài nước đến tham quan. Vì các cụ tổ làng nghề để cho vấn đề mà cái làng nghề, thế nên là nhân dân thôn Bảo Hà là rất phấn khởi và quyết tâm là thực hiện và để vấn đề mà rối rõi trong đường để làm được cái chuyện này là rất là phấn khởi và được tự hào là được vấn đề được đây đi đó, và tiếng nói chung là cả nước, mà thậm chí ở chúng tôi thôn Bảo Hà rồi còn đi nước ngoài nữa. Và nếu mà gọi là mua rối cạn hay là mua rối nước rồi thì làm tượng thì là rất là hay là làm đồ thờ. Cuộc sống vẫn diễn ra với bao lo toan bộn bề. Nhưng đến với Bảo Hà, chúng tôi cảm nhận được sự yên bình, tĩnh lặng của một làng quê giàu truyền thống. Đâu đó ở Bảo Hà, không chỉ là tiếng đục, tiếng đẽo, mà còn cả tiếng khoan cắt của những công cụ hiện đại, thể hiện một sự thích nghi với cuộc sống hiện tại. Những người thợ ở Bảo Hà ngày nay vẫn sống tốt với cái nghề mà các cụ truyền lại. Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh, họ vẫn thầm cảm ơn vị tổ sư của nghề và tự bảo nhau phải gìn giữ bằng được cái nghề đã làm rạng danh mảnh đất Bảo Hà. Mình cũng phải cảm phục các cụ. Ngày xưa, lúc bây giờ các cụ đã có những cái bàn tay, khối óc làm những đường nét, bây giờ còn cháu học được cũng còn khó. Như thế mà tôi, cái bản thân tôi cũng suy nghĩ này, và cái nghề thì nói là càng sau này nó càng phát triển, thế nên mình cũng dùng tìm một cách này, mình cứ truyền lại cho những thế hệ thế cận tiếp theo. Mà thực tế cái nghề này, học nghề nó cũng chẳng có cái giáo án, chẳng có cái quy trình gì, gọi là mình cầm tay chỉ việc bảo các cháu để lưu truyền để giữ cái nghề như thế. Ở quê hương tôi đấy thì tượng có cụ là không học có cụ ở chỗ đó, thì có cụ là làm những tượng nó rất tinh vi, rất tinh xảo, tôi phải nên học đường nét, học cái lề lối là có các cụ. Thứ hai là cái xã Đồng Minh này và cái nghề Bảo Hà này thì rồng tiếng thì khắp nơi chứ không phải đấy. Nên cái đời ông cha mình lạ là mình là có vục vốn quý rồi. Giữa âm thanh đục đẽo của sườn, tôi cứ lặng ngồi quan sát từng tốp thợ miệt mài đẽo gọt những thớ gỗ vô tri thành những tác phẩm nghệ thuật. Tôi đã thấy cái tài và cả cái tâm của những người nghệ sĩ nông dân này. Thiết nghĩ bằng cách này, người dân Bảo Hà không chỉ tự hào trân trọng vốn quý mà ông cha để lại, mà còn là sự giữ gìn thiết thực nhất đối với nghề truyền thống của quê hương.